Thưa quý vị và các bạn, anh Lưu Văn Dũng ở thôn Thọ Lão, xã Quang Hưng, huyện Phù Cừ được biết tới là người đầu tiên của tỉnh Hưng Yên nuôi con cua lông, thường gọi là con cà ra trong nước ngọt và bước đầu đã thu được lợi nhuận cao. Với kinh nghiệm gần 20 năm chăn nuôi thủy sản, trang trại thả cá gần 9 hectare thu lãi 4 tỷ đồng một năm. Đầu năm 2021, anh đem giống cua lông về nuôi. Lứa cua đầu tiên, anh đã thu lãi khoảng 150 triệu đồng. Hiện nay, anh Dũng đang nuôi 3 tạo cua lông trên bể và dưới ao với tổng diện tích 2.000 m². Anh Dũng thường xuyên tới các vùng nước lợ như Thái Bình, Quảng Ninh, Hải Phòng để chọn giống cua lông. Đặc biệt, cua lông là loài lớn nhanh khi được cho ăn bằng cám viên, trong điều kiện môi trường nước luôn được làm sạch bằng men vi sinh. Giá cua từ 300 đến 500 nghìn đồng kg. Nếu việc nuôi giống cua này được mở rộng sẽ góp phần hạn chế việc đánh bắt cua trong môi trường tự nhiên. Môi trường nuôi trồng thủy sản ở xã Quang Hưng rất là tốt, thuận lợi. Nhất là nguồn nước đảm bảo được con cua rất tốt. Trong những năm tiếp theo đây thì chúng tôi đã mở rộng ra những các hộ thành viên hợp tác xã khoảng 5 đến 6 hectare. Nuôi con cua có giá trị kinh tế cao để đảm bảo cái thu nhập của bà con.